Tổng cục Kỹ thuật ra đời ngày 10 tháng 9 năm 1974, đánh dấu bước phát triển quan trọng của quân đội ta và ngành kỹ thuật quân đội, cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân. Ngay sau khi thành lập, Tổng cục Kỹ thuật đã tập trung chỉ đạo bảo đảm vũ khí trang bị, phục vụ chiến trường theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu của các mặt trận, nhất là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các binh chủng kỹ thuật ấy, thì người ta đều có người phụ trách kỹ thuật rồi. Nếu mà có một cái cơ quan để nó thống nhất lại tất cả là tốt nhất. Mình vừa có thể tức là chi viện cho nhau được, mà đồng thời cũng là cái tiếng nói của mình ấy đi ra nước ngoài nó tốt hơn. Cái thành lập Tổng cục Kỹ thuật để nó giải quyết được cái đó. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi ngành kỹ thuật quân đội và Tổng cục Kỹ thuật phải có những nhận thức mới về cơ chế quản lý, chỉ đạo ngành, về phương thức bảo đảm kỹ thuật và tổ chức ngành kỹ thuật quân đội. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 29 tháng 11 năm 2007, Tổng cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, ban hành nghị quyết số 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 382, đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Công tác kỹ thuật toàn quân có sự chuyển biến tích cực, toàn diện với một diện mạo mới. Đây là một trong những dấu mốc nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành kỹ thuật quân đội. Từ cơ sở đó để xây dựng ngành kỹ thuật quân đội vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết 382 ra đời là một cái dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành kỹ thuật quân đội. Nghị quyết 382 đã tạo nên một cái nhận thức mới, một cái yêu cầu mới trong chỉ đạo thực hiện công tác kỹ thuật trong toàn quân, tạo cái niềm phấn khởi rất lớn trong toàn quân, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ và ngành kỹ thuật. Nó cũng đáp ứng yêu cầu và mong muốn của cán bộ ngành kỹ thuật quân đội, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật các thời kỳ. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Quân ủy Trung ương ban hành nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác kỹ thuật. Nghị quyết là kim chỉ nam để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Việc ban hành nghị quyết 1656 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quân đội nói chung và ngành kỹ thuật nói riêng. Những kết quả bước đầu sau gần 2 năm triển khai thực hiện càng khẳng định sức sống và vai trò ý nghĩa quan trọng của nghị quyết 1656 đối với ngành kỹ thuật quân đội. Thực hiện nghị quyết 1656 sẽ là cơ sở tạo ra tiền đề để đến năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương và nghị quyết số 1656 của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Kỹ thuật đã tham mưu đề xuất hoàn thiện tổ chức ngành kỹ thuật toàn quân để tiếp tục quản lý, giữ gìn, sửa chữa, nâng cấp hàng vạn tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, diễu binh diễu hành kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hội nghị quốc tế diễn ra tại Việt Nam và các nhiệm vụ đột xuất của quân đội. Thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là lĩnh vực quản lý, khai thác, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải kiên định, vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, tự nghiên cứu, tự học tập, phải thường xuyên trăn trở, tìm tòi, sáng tạo và hăng say nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới có thể đáp ứng được yêu cầu xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, trước tình hình vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có phần lớn được sản xuất từ trước năm 1975, trong khi nền kinh tế của nước ta còn khó khăn, chưa thể sản xuất mua sắm thay thế được ngay, Tổng cục Kỹ thuật đã tham mưu đề xuất chỉ đạo ngành kỹ thuật toàn quân và trực tiếp tổ chức sửa chữa, nâng cấp, tăng hạn, cải tiến, hiện đại hóa số vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có nhằm kéo dài tuổi thọ, tăng tầm bắn, tăng độ chính xác, tăng uy lực, tăng khả năng cơ động, tăng khả năng nghe nhìn, điều khiển đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm nhiên liệu, giảm biên chế cho các kíp chiến đấu và nâng cao độ tin cậy, an toàn cho người sử dụng. Ngành kỹ thuật quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp,
truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, Tổng cục Kỹ thuật đã chỉ đạo ngành kỹ thuật quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật và tin tưởng rằng với truyền thống chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, ngành kỹ thuật quân đội luôn đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tự hào về những chặng đường vẻ vang của ngành kỹ thuật quân đội và hành trình 50 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của Tổng cục Kỹ thuật, từ những nghị quyết đã khẳng định những quyết sách mang tầm chiến lược, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ngành kỹ thuật quân đội sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, xây dựng ngành kỹ thuật quân đội vững mạnh về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.